Xin chào các bạn, mình là Taka. Và bạn có biết hay không, rất nhiều người đổ vui với nhau rằng không biết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nước nào giàu hơn. Và trên thực tế thì nhiều người đánh giá Hàn Quốc sẽ nhỉnh hơn Nhật Bản. Thực tế thì cũng phải như vậy. Thêm vào đó là câu hỏi gái Nhật hay gái Hàn xinh hơn, kiểu thế. Hôm nay thì sẽ là một dạng video mới cực hay của Taka Channel. Đó chính là sự so sánh đầy thú vị giữa các quốc gia. Theo các bạn, Nhật hay Hàn là đất nước đáng sống hơn? Quốc gia nào nổi tiếng với những mặt trái khó tin nhất của mình? Và Nhật Bản, Hàn Quốc, hai cường quốc trên thế giới, liệu có đẹp đẽ như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng? Hãy ngồi xuống đi nào, bóc trần những sự thật thú vị và đưa sự so sánh chính xác nhất về hai quốc gia này trong video dưới đây. So sánh vô cùng thú vị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về diện mạo. Nếu nhìn kỹ hoặc được tiếp xúc hay xem phim thường xuyên, bạn sẽ thấy người Nhật Bản và người Hàn Quốc có nhiều nét khác biệt về khuôn mặt. Tất nhiên là mỗi người có một khuôn mặt khác nhau nên rất khó để định nghĩa khuôn mặt chuẩn của một nước là như thế nào. Nhưng mà rõ ràng cái hình dáng và cái nét của người dân hai nước mang lại cảm giác khác hẳn nhau. Có nhiều lúc thì không cần kiểu tóc và trang phục, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thôi cũng có thể phân biệt được rồi. Đặc biệt là hội chị em có sở thích ngắm các anh trai đẹp Hàn Quốc thì Taka chắc hẳn là các bạn nhìn phát là nhận ra được đâu là giai Hàn, đâu là giai Nhật ngay và luôn. Nguyên nhân này do đặc điểm di truyền của người Nhật và người Hàn. Nhìn chung là Hàn Quốc có 70% bảng hệ ở phía Bắc, cộng 30% bảng hệ ở phía Nam, trong khi Nhật Bản lại có 70% bảng hệ ở phía Nam và 30% bảng hệ ở phía Bắc. Nên hai nước này có khung xương khác nhau về mặt di truyền. Người thuộc phương Bắc thường có chân mày nhạt, mắt mộc mí, tóc đen, có nếp gập xuống ở khóe mắt. Trong khi người thuộc phương Nam thì mắt to, hai mí và khuôn mặt nhỏ. Theo đó thì yếu tố di truyền đấy thì được xem là ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài khác nhau của hai quốc gia. Thật là thú vị đúng không nào? Yếu tố di truyền này có được áp dụng cho nước ta được hay không? Ra nước ngoài Taka toàn bị người khác nhầm tưởng là người Trung Quốc. Thật là bực mình luôn á. Có bạn nào cũng bị hiểu nhầm như vậy giống Taka hay không? Hãy comment ngay ở bên dưới nhé. Thứ hai thì đó chính là tạng người. Nam giới Nhật hay Hàn đều có đặc điểm thể trạng chung của người châu Á. Tuy nhiên nếu so sánh cụ thể sẽ thấy người Nhật bé hơn người Hàn một chút. Chiều cao trung bình của nam giới Hàn Quốc là 173,2 cm, trong khi đó con số này ở Nhật là 170,7 cm. Nếu mà xét về cân nặng, nam Hàn Quốc nặng trung bình là 69,1 kg, trong khi nam giới Nhật Bản chỉ có 64 kg. Tuy nhiên là tỷ lệ béo phì cả hai quốc gia đều là 4% và được cho là hai quốc gia gầy nhất trong khối khu vực châu Á. Có thể thấy là tạng người của anh Nhật thấp bé hơn anh bạn Hàn Quốc một chút, nhưng mà không sao. Taka nghe giang hồ đồn là các anh Hàn Quốc hay cú bè lắm. Còn cú bè là cái gì? Hãy suy nghĩ một chút đi và nhớ comment ở bên dưới nhé. Tương tự như nam giới, nữ giới Hàn Quốc cũng có vóc dáng to cao nữ giới Nhật Bản. Trung bình nữ Hàn cao hơn nữ Nhật 2 cm và nặng hơn nữ Nhật khoảng 7,2 kg. Tuy nhiên là như các bạn thấy, thân hình mảnh khảnh là trào lưu của cả hai quốc gia. Do đó các cô gái ở cả hai nơi đều có chế độ ăn kiêng rất là nghiêm khắc. Không hiểu sao cánh chị em lại thích cái trào lưu này cơ chứ. Nhìn thì cũng đẹp đấy, nhưng mà những cái ông như tôi thì thích cô gái nhìn đẫy đà, mỡ mỡ hơn một chút. 3. Đặc trưng về răng. Nhật thì tuy ý thức về sức khỏe rất là cao, nhưng mà kỳ cục thay lại là nơi người dân có hàm răng xấu nhất trong số các nước phát triển. 76% người nước ngoài sống ở Nhật Bản trả lời rằng họ bị ấn tượng xấu bởi hàm răng ở xứ này. Tất nhiên là người Hàn Quốc đôi khi cũng có răng khểnh, nhờ tỷ lệ đó thấp hơn đáng kể so với người Nhật. Thật kỳ lạ là răng xấu, nhưng mình chưa thấy thanh niên Nhật nào niềng răng cả. Thêm vào đó, ở Hàn Quốc, một hàm răng đều như bắp mới được coi là đẹp và tạo ấn tượng tốt cho người đối diện. Nên ngay từ nhỏ nếu mà có răng khểnh thì đều được cho đi niềng răng hết. Người Nhật thì lại giống chúng ta, vì họ cũng thấy răng khểnh rất là dễ thương. Vì lý do này mà có người còn đi phẫu thuật để làm thêm răng khểnh nữa cơ. 4. Văn hóa nhanh chậm. Một đặc điểm nữa để phân biệt được người Nhật với người Hàn là văn hóa nhanh đặc trưng của xứ Kim Chi. Đây là nét đặc trưng rất là thú vị và không thể nào bỏ qua được. Thực tế là người Hàn rất nổi tiếng với phong cách làm việc nhanh, ăn cơm cũng nhanh và thậm chí họ vội vàng đến mức luôn nhấn nút đóng thang máy nhiều lần. Đấy, việc gì cũng nhanh là phong cách của Hàn rồi, nên các chị em đừng thất vọng về mấy anh Hàn Quốc nữa nhé. Trái lại ở xứ sở Hoa Anh Đào lại là một đất nước coi trọng trật tự và tránh gây thiệt hại cho người khác. Vì lý do này mà người Nhật luôn tạo cảm giác thận trọng đến quá mức trong mọi việc. Họ làm mọi thứ một cách tỉ mỉ và trọn vẹn. Điều này có thể nói là đặc điểm rất khác với người Hàn Quốc, đã quen thuộc với lối sống,
nhanh lên nữa nào. 5. Lông mi giả. Con gái Nhật thì rất là coi trọng lông mi. Một bộ lông mi phải dày, phải đậm thì mới gọi là đẹp. Nếu đi với cửa hàng mỹ phẩm ở Nhật thì đập vào mắt bạn đầu tiên sẽ là rất nhiều lông mi giả, cực kỳ đa dạng về chủng loại. Ngược lại thì gái Hàn lại nghĩ rằng lông mi giả dày quá nhìn giả tạo và không tự nhiên, nên họ ít khi sử dụng. Đúng rồi đấy, cứ tưởng tượng mà xem, các ông chồng đi làm về mệt cả ngày, về nhà cái nhìn thấy đầu tiên là lông mi của vợ, sau đó thì mới thấy mặt vợ mình. Chồng có chán không? Chán không cơ chứ. Hội làm đẹp thì làm gì cũng phải vừa vừa phải thôi nhá. 6. Cách trang điểm. Lớp trang điểm nền cũng có nhiều sự khác biệt. Con gái Nhật ưa chuộng làn da mướt mát và mềm mại, trong khi gái Hàn lại bỏ nhiều công sức để đánh một lớp nền sao cho thật là căng mọng và sáng bóng. Thêm nữa, Hàn Quốc thường có xu hướng đánh má thật là tự nhiên và ửng hồng, nhưng mà ở Nhật Bản thì lại thích tận dụng tối đa màu sắc của màu má. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những cô gái Nhật với đôi gò má hồng hoặc là cam được dặm kỹ càng nhìn cực kỳ nổi bật. Các bạn gái Nhật Bản hay Hàn Quốc thì trang điểm kiểu gì cũng đáng yêu. 7. Thu nhập hàng năm. Thu nhập hàng năm của người Nhật xấp xỉ gấp 2 lần thu nhập hàng năm của người Hàn. Không những thế, chi phí sinh hoạt ở Nhật cũng đắt hơn rất là nhiều. Nếu bạn đang sống ở Nhật và đi du lịch đến Hàn Quốc, bạn sẽ thấy vật giá ở đây rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ một giờ làm thêm ở Hàn, bạn nhận được khoảng 2.500 won, chỉ tương đương với 217 yên Nhật. Vậy mà Taka cứ tưởng rằng hai quốc gia này thu nhập tương đương nhau cơ. Nếu bạn muốn giàu nhanh thì cứ chọn Nhật để sang làm việc nhé. 8. Tỷ lệ sinh. Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ sinh rất là thấp. Số lượng thanh niên không muốn kết hôn, sinh con ngày càng gia tăng. Thế nhưng điều bất ngờ là tỷ lệ này Hàn Quốc lại càng thấp hơn. Thật là nguy hiểm cho tương lai của nước bạn. Bên cạnh những lý do tương tự như Nhật, phúc lợi xã hội trong giáo dục của Hàn Quốc không được tốt cho lắm. Chi phí cho giáo dục tư nhân cao, cộng thêm áp lực cạnh tranh của cuộc thi đầu vào, thủ tục nhập học lằng nhằng khiến cho nhiều gia đình Hàn không muốn có con. Sẽ thật là gay go đấy nếu mà Nam Triều Tiên không xem xét lại chính sách xã hội cho phù hợp. 9. Tỷ lệ thất nghiệp. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là quốc gia tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp. Tuy nhiên về khoản này, Hàn Quốc có vẻ nhỉnh hơn một chút, khi mà tỷ lệ thất nghiệp thấp đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Na Uy là 3,2%. Thế nhưng tỷ lệ này cũng hoàn toàn không hề phản ánh thực tế, khi mà nền kinh tế rơi khủng hoảng, đi kèm đó sự gia tăng của lực lượng phi lao động. Tuy nhiên giới trẻ Hàn Quốc, thay vì tích cực tìm việc trong thời gian thất nghiệp, họ sẽ tham gia các lớp dự bị công chức hoặc là học lên cao học. Do đó tỷ lệ thất nghiệp thực tế của nước này được ước tính lên đến trên 20%. Nghe thì cũng hơi hoảng, nhưng nhìn lại ở Việt Nam cũng thế mà thôi. 10. Số người làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cứ 1.000 người Hàn Quốc thì sẽ có tỷ lệ khoảng 13,7 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi con số này ở Nhật chỉ có 5,8 mà thôi. Sở dĩ tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn cao như vậy là do phán xét về ngoại hình ở nước này rất là cao. Nếu gương mặt của bạn không được ưa nhìn, để được xã hội chấp nhận, tạo điều kiện cơ hội việc làm, bạn sẽ cần phải đi sửa sang lại. Phần thưởng của phụ huynh có thể dành tặng con cái của mình khi chúng đạt điểm cao là cho tiền để chúng đi phẫu thuật. Ở Nhật thì cái sự đánh giá ngoại hình cũng khá là khắt khe. Tuy nhiên là người Nhật dựa nhiều vào sản phẩm làm đẹp và các phương pháp tự nhiên hơn là đụng vào dao kéo. Thời buổi bây giờ cũng lạ thế đấy, không có nhan sắc là hơi khó sống rồi nha. Anh em có đồng ý không nào? Nhớ comment và like cho video này nhé. 11. Xếp hạng hạnh phúc. Cả hai quốc gia rất phát triển này hóa ra có xếp hạng hạnh phúc khá là thấp mà thôi. Trong một khảo sát về độ hạnh phúc của tổng số 36 quốc gia, trong khi Nhật Bản lẹt đẹt ở hạng thứ 21, thì Hàn Quốc lại còn tệ hơn ở thứ hạng 26. Xếp hạng này dựa trên rất nhiều yếu tố, từ môi trường nhà ở, làm việc, sự cân bằng giữa sinh hoạt và công việc, đời sống cộng đồng. Kết quả cho thấy là ở cả hai nước, số lượng nhân viên làm thêm giờ trên 50 tiếng trong tuần rất là cao, đồng thời sự thỏa mãn người dân của cuộc sống không cao. Tuy nhiên là tình hình này ở Hàn Quốc thì lại có phần nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ tự sát quốc gia này ở mức báo động, trên 40 người tự sát một ngày, theo Korean News. Lựa chọn về quê sống an nhàn nuôi cá và trồng rau hay sống áp lực với công việc văn phòng ở thành phố vẫn là một câu hỏi đầy đau đầu các bạn ạ. Ở đâu cũng thế mà thôi. 12.
văn hóa quỳ gối. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, quỳ gối là hành động thể hiện sự trang trọng và tôn kính với người khác, chứ không phải là bị khuất phục. Hành động này đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc trưng của cả hai quốc gia. Ở Nhật Bản, quỳ gối được thực hiện trong hoạt động văn hóa truyền thống như trà đạo, kiếm đạo, trong các nghi thức hôn lễ, tang lễ. Ở Hàn Quốc thì người ta thường quỳ lễ trước bậc trưởng bối vào các dịp lễ mừng tuổi. Ở nhiều trường tại Hàn Quốc, khi tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên cũng thực hiện nghi thức quỳ để làm lễ. Cho nên nếu các anh em nào quen bạn gái Nhật, thấy đầu gối các em hơi thâm thì cũng không có gì là quá lạ đâu nhá. 13. Thời trang. Trong cuộc sống hiện đại, người Nhật Bản yêu thích các màu sắc tinh tế. Phụ nữ thì ưa quần short, váy ngắn, đàn ông thì ưa chuộng quần bó. Và đặc biệt gần đây họ còn đứng về đến văn hóa kawaii nữa. Người Hàn thì ưa chuộng thời trang với màu sắc sáng chói hơn. Đặc biệt là thời trang Hàn Quốc còn gây sốt khi đổ bộ ảnh hưởng về Việt Nam. Một thời gian đi đâu ta cũng thấy kiểu tóc Hàn Quốc, trang phục Hàn Quốc được các bạn trẻ diện trên phố. 14. Văn hóa tắm. Người Nhật thì từng tắm tại nhà và không có thói quen tắm tại nhà tắm công cộng. Trong khi đó, người Hàn lại không có thói quen tắm tại nhà mà thường tắm ở những phòng tắm hơi, nhà tắm công cộng và Akatsuri. Còn Taka thì tắm đâu cũng được, miễn sạch sẽ thơm tho là được. 15. Văn hóa ăn uống. Ở Nhật thì các món ăn thường được ăn và việc ăn uống phát ra tiếng ồn được coi là thô lỗ. Người dân ở đây cũng thường sử dụng bát đũa gốm sứ. Trong khi đó, người Hàn thường sự trộn lẫn nhiều món ăn với nhau. Trong bữa ăn thường có tiếng phát ra để thể hiện đó là một món ăn ngon. Họ cũng thường sử dụng bát đũa kim loại nữa. Rất thú vị đúng không nào? 16. Ăn ở ngoài. Người Nhật thì sẽ rủ nhau ra ngoài ăn uống mà không phải đặt ship hàng. Ngược lại, nhanh chóng là một phần cuộc sống của người Hàn. Sẽ không có nhiều người ra ngoài ăn trưa, mà họ thường đặt giao hàng nhanh tới. Nhưng có vẻ đúng là tốn thời gian thật. Lời đi lại thì ở một chỗ đợi người ta giao đồ ăn đến thì mới đúng là tiện nhất các bạn ạ. Anh em có đồng ý không nào? 17. Gia vị. Sự khác biệt chính giữa thực phẩm Nhật Bản và Hàn Quốc là việc sử dụng gia vị. Trong khi đồ ăn Hàn Quốc sử dụng rất nhiều gia vị thì đồ ăn Nhật Bản lại thích giữ cho mọi thứ tự nhiên hơn, với việc chỉ thêm một số hương vị tối thiểu mà thôi. Đặc biệt là các món ăn cay và nóng được tìm thấy trong ẩm thực Hàn Quốc, nhưng không phải là ẩm thực của Nhật. 18. Cư xử. Ở Nhật thì mọi người không thể hiện tình cảm qua việc nắm tay hay những tiếp xúc khác, chỉ là chào hỏi và nói chuyện mà thôi. Trái lại ở Hàn, bạn bè, người thân, không kể là nam hay nữ, đều có thể nắm tay hoặc bắt tay nhau, thể hiện sự tin tưởng và ít khi một sự ngần ngại. Điều này giống ở Việt Nam ghê. Anh em nào mà sang Nhật thì chú ý là tém tém lại nhá. 1. Thì hơi buồn một chút, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau nói về lý do của cái chết. Ở Nhật có khoảng 30.000 người chết mỗi năm. Có một phần cũng nhiều ông số đó, người ta chết vì tự sát. Hơn nửa số tự sát là những người tuổi từ 20 đến 30 mà thôi. Đã phần nào nói lên cái sự bi quan của giới trẻ là một vấn nạn của đất nước. Người ta chết vì tự tử nhiều nỗi, người Nhật đã quá quen với tin tức về vụ tự tử. Thật là khủng khiếp đi mà, không còn sự lựa chọn nào khác chăng? Anh em có biết vì sao đất nước họ lại tự tử như đi hội hay không? Hãy comment phía dưới ra cả cùng biết với nhá. Nếu như mà nước bạn chết vì tự tử nhiều thì ở nước mình, người ta chết nhiều vì tai nạn giao thông. Một thống kê đã cho biết có khoảng 6 đến 7.000 người tử vong mỗi năm. Ở Việt Nam tham gia giao thông như đi đánh giặc, không biết là sẽ hy sinh khi nào. Hàng ngày người thân chúng ta phải đặt cả sinh mạng để đi làm, đi học, qua đường. Hàng ngày chúng ta luôn chiến đấu với tai nạn giao thông, thực phẩm nhiễm độc, y tế không đảm bảo. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định là người Việt Nam thì luôn lạc quan, mỉm cười và ít ai tự tìm đến cái chết. Đấy, thế mới thấy mấy ông Nhật Bản kỳ lạ ghê ta. Riêng Taka cả ngày đi làm về được gặp vợ gặp con, ăn bữa cơm thôi là lại đủ năng lượng làm việc cho ngày tiếp theo rồi. 2. Mức lương. Với 50% là tầng lớp trung lưu, mức lương chênh lệch ở Nhật giữa một người chủ doanh nghiệp giám đốc với nhân viên bình thường nhiều lắm chỉ là khoảng 10 đến 15 lần thôi, chưa kể những trường hợp cá biệt. Ít thì là khoảng 5 lần. Thế là cũng không chênh lệch nhiều lắm đâu đúng không? Còn ở Việt Nam con số chênh lệch này lên đến cả 100-200 lần.
Con số này nói lên việc chênh lệch giàu nghèo trong xã hội của Việt Nam là rất rất lớn. Chênh lệch giàu nghèo lớn dẫn đến sự chi phối của đồng tiền địa vị. Cứ xăm soi tiền lương là lại thấy chán thôi anh em ạ. Ai mà biết được sếp mình lương bao nhiêu đâu. Ở Việt Nam thì cấp trên còn có thể là vua là chúa nữa. Ngoài công việc chính, cả những việc chạy vặt như xách cặp mang đồ, phục dịch, sếp Việt thường nghĩ nhân viên phải nghiễm nhiên làm cho mình. Có bạn nào đã thoát ra khỏi quy luật ấy hay không? Taka từng biết có trường hợp có các bạn thư ký còn phải trả lời tin nhắn người yêu hộ sếp, đi mua quà cho vợ hộ sếp, đi đón con hộ sếp. Bao nhiêu việc hộ sếp trên trời dưới đất đều đến tay. Thế mất lương thì vẫn vậy, chẳng được thưởng gì cả. Còn ở Nhật thì cấp trên vẫn rất tôn trọng nhân viên. Và xã hội Nhật có hẳn những khung hình khiến cấp trên khó thể quát nạt hay to tiếng với nhân viên quá mức nếu mà không muốn bị kiện. Đó là trường hợp hai ông Nhật với nhau nha. Còn người Việt Nam sang đó làm việc hay làm du học sinh thì câu chuyện giữa sếp và nhân viên lại hoàn toàn khác. Và quay lại về vấn đề. Vì vậy trong công việc thì anh là cấp trên, nhưng cuộc sống thì anh cũng giống tôi, đều là con người như nhau, quyền lợi như nhau mà thôi. Điều này ở Nhật thì cũng có lẽ là tiên tiến hơn đấy. Và sếp ở Việt Nam thì nên học hỏi nhá. Các bạn có thấy đúng không nào? Đừng quên like video này nha. 3. Hoàng gia. Khi nói đến biểu tượng của sự thống nhất lãnh thổ hay niềm tự hào của Nhật Bản, người ta nói ngay đến hoàng gia. Trong hiến pháp của Nhật, điều đầu tiên là nói về Nhật Hoàng. Người thực sự không hề có quyền điều hành kinh tế, chính trị và hiến pháp thì không đề cập đến đảng nào lãnh đạo. Hoàng gia Nhật Bản được coi trọng nhưng mà không nắm giữ quyền điều hành đất nước. Lý do mà Nhật vẫn đi theo chế độ này là gì? Dạo trước thì có vụ công chúa Nhật Bản từ bỏ gia đình và thân phận của mình để kết hôn với dân thường rồi sang Mỹ sinh sống, cũng đã làm dậy sóng dư luận. Theo các bạn thì làm công chúa hoàng tử của hoàng gia có sung sướng hay không mà người ta lại từ bỏ như vậy? Còn ở Việt Nam, điều đầu tiên trong hiến pháp thì lại đề cập đến sự lãnh đạo của đảng. Kinh tế Việt Nam chắc sẽ có bước nhảy thần kỳ hoặc là có một bước lùi trì trệ nếu như có bất kỳ sự thay đổi lãnh đạo hay chính trị nào. Vì sự khác nhau ấy, người Nhật có thể thờ ơ về chính trị, còn người Việt Nam thì nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn, đặc biệt là giới trẻ. 4. Văn hóa làm việc. Người Nhật thì khi làm việc hay làm bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống cũng thường rất hay lập kế hoạch cụ thể và luôn tuân thủ được kế hoạch đó để tiến hành công việc. Ví dụ là ngay cả việc đi chơi, họ cũng lên kế hoạch cụ thể. Từ mấy giờ cho đến mấy giờ, đi đâu và làm gì. Việc lên kế hoạch chi tiết là điều cần thiết trong cuộc sống, giúp cho chúng ta quản lý mọi việc một cách dễ dàng. Nhưng mà cũng có nhược điểm là khi mà có thay đổi gấp hay thay đổi trong khoảng thời gian không có thời hạn thì họ thường lúng túng và khó quyết định. Hay lập kế hoạch thế có vẻ rất là khoa học đấy anh em ạ. Thế nhưng mà trong cái chuyện ấy thì các anh Nhật có lập kế hoạch luôn hay không? Mình cũng xin chia sẻ một chút về việc lập kế hoạch trong cuộc sống này. Đó là tùy vào công việc, tùy vào cách thức bạn làm việc và tùy vào tính cách của bạn mà thôi. Còn riêng bản thân mình không bao giờ thành công trong việc lập kế hoạch. Có thể là một ngày mình phải làm việc ABCXYZ thì mình sẽ cố gắng hết sức để làm đến đâu làm. Và mình làm việc rất là nhiều nha. Chứ còn nếu mà lên giờ này làm việc này, giờ kia làm việc kia thì thật sự Taka là một người thích tự do, sẽ không bao giờ làm được theo cái bảng kế hoạch đó. Trở lại với câu chuyện, người Việt thì lại luôn có xu hướng bắt đầu công việc ở mức sát deadline. Ví dụ như cho cùng một công việc, cùng kỳ hạn, trong vòng 2 tuần hoàn thành, thì đa số người Nhật sẽ làm xong công việc trong vòng 1 tuần đầu tiên. Tuần tiếp theo là dành cho việc chỉnh sửa và hoàn thiện. Còn người Việt sẽ không hoàn thành công việc đó trong tuần đầu đâu, mà cố gắng hết sức ở tuần cuối. Kể cả là khi có vấn đề phát sinh, họ sẵn sàng tức cả đêm để hoàn thành công việc. Taka nói đây chắc có nhiều bạn chột dạ vì thấy có mình ở trong đó. Thế nên ông bà ta mới có câu nước đến chân rồi mới nhảy. Mình thấy các bạn bây giờ ấy, các bạn còn kiểu nước ngập đến đít, đến đầu rồi mới nhảy cơ. Ấy thế mà các bạn vẫn làm được việc mới lạ. 5. Trong các mối quan hệ công việc. Người Nhật thì có xu hướng tránh làm mất lòng người khác. Người Nhật hiếm khi nói không với người không thân thiết. Thay vào đó họ thường nói vòng vo và mong muốn nhận được sự thấu hiểu của đối phương khi giao tiếp. Họ không bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình rõ ràng mà luôn giữ cảm xúc đó một giới hạn rất là mơ hồ. Do vậy không phải dễ dàng để biết được liệu đối phương đang nghĩ gì, cảm nhận như thế nào. Ví dụ nhá, khi được rủ đi xem phim mà không thể nào đi, họ thường thể hiện ý muốn đi nhưng sau đó sẽ đưa ra lý do khách quan. Thậm chí là không đưa ra một lý do cụ thể nào bằng cách nói lấp lửng. Thế thì là hơi mất thời gian đấy. Nhưng mà lại không mất lòng, mất dạ người ta. Những chùa lươn có lẽ đã học hỏi từ đây. Và mình thấy tính cách này của người Nhật thì có vẻ như là hơi giả tạo một chút, đúng không nào? Bởi vì thích cái gì thì cứ nói thẳng ra cho người khác biết, cứ ậm ờ thì bố tây mà đoán được à? Còn ở Việt Nam,
đa số thì mọi người sẽ nói thẳng ra vấn đề của mình rằng có việc bận, hoặc thậm chí nói thẳng là không muốn đi vì một lý do nào đó. Đối với tư duy người Việt, nói thẳng vấn đề chính là cách minh chứng cho sự thành thật của mình đối với đối phương. Vậy thì các bạn thích cách nào hơn? Nhớ comment ở dưới và like video này nha. 6. Nguyên tắc về thời gian. Một điều dễ nhận thấy là người Nhật rất là đúng giờ. Đó là nhận định mà hầu hết người nước ngoài đưa ra khi tiếp xúc với người Nhật, với văn hóa của Nhật. Điều này để dễ dàng nhận thấy khi đối chiếu lịch trình giờ tàu chạy với điểm thời gian thực tế mà tàu đến ga, hoặc khi sắp xếp một cuộc hẹn với người Nhật và luôn thấy họ đến trước giờ hẹn ít nhất là 5 phút. Thói quen đó ăn sâu vào mỗi cá nhân và dần trở thành một quy tắc ngầm, một ý thức cơ bản nhất. Đây là đất nước lý tưởng cho những con ong chăm chỉ đây mà. Người Nhật cũng luôn tránh làm phiền người khác, do vậy tới trễ hẹn được coi là hành vi thiếu lịch sự, làm tổn hại tới người khác. Việc đúng giờ điều nên làm trong mọi tình huống. Vì thế mà ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng nhân viên công ty chạy vội cho kịp giờ làm, cảnh bước chân vội vã trên khắp các đường phố. Dạo này dịch bệnh thì các bác làm việc ở nhà, không biết là còn phải vội vàng như khi đi làm ở công ty hay không. Trong khi đó, ý thức tuân thủ nguyên tắc về thời gian ở Việt Nam dường như chưa được đề cao đúng mức. Cái việc trễ hẹn 5-7 phút là chuyện thường tình ở huyện mà thôi, và cũng chẳng mấy ai phàn nàn về điều đó bởi nó đã ăn sâu vào nếp sống rồi. Và sự cố gắng thay đổi một hành vi mà cả xã hội chấp nhận dường như là không mấy được lưu tâm. Việc này nếu không ảnh hưởng quá nhiều thì bỏ qua cũng được. Chứ các bạn nghĩ thử mà xem, những trường hợp đặc biệt như bác sĩ mà đi làm muộn thì ảnh hưởng đến nhiều tính mạng phết đấy chứ đùa. 7. Vị trí xã hội giữa nam giới và nữ giới. Cái điều đặc biệt trong xã hội của Nhật, khi mà người phụ nữ rất ít đi làm, và dù đi làm cũng khó lên được địa vị chức vụ cao như nam. Dù những năm gần đây phụ nữ Nhật bắt đầu đi làm nhiều hơn trước rồi, và vấn đề này cũng thay đổi đáng kể, nhưng tỷ lệ hiện nay cũng rất thấp mà thôi. Trung bình chỉ có 10% phụ nữ làm quản lý ở Nhật, thấp hơn các nước phát triển khác và chắc chắn là thấp hơn Việt Nam. Nhiều phụ nữ Nhật học cao vào công ty tốt với mục đích chỉ là lấy được những anh chồng học cao cũng làm ở công ty tốt. Sau khi kết hôn thì họ sẽ nghỉ làm luôn. Chị em ở đây học cao cũng chỉ muốn lấy chồng giàu thôi, đúng không nào? Đây thực sự là một sự lãng phí nguồn lao động. Cùng với việc hô hào thu hút lao động chất lượng cao nước ngoài vào Nhật để bù đắp cho sự giảm dân số lao động, Nhật còn tạo điều kiện hơn nữa cho những người phụ nữ đi làm như nam giới ấy. Nhưng mà nghĩ thế thôi, chứ mấy ông ai cũng kiểu thích ăn cơm tàu lấy vợ Nhật mà. Nếu mà các bạn sang Nhật, sinh sống tại đây lâu sẽ thấy, đàn ông Nhật rất là khô khan, họ sẽ chỉ tập trung làm việc, chẳng mấy khi về nhà. Nhiệm vụ chính của họ đi làm và gửi tiền về nhà, còn mọi thứ khác thì sẽ không quan tâm. Phụ nữ Nhật cũng vậy, họ chỉ cần tiền và lo cho con cái. Quả thật rất khác với đất nước mình, Việt Nam thì sẽ thiên về tình cảm nhiều hơn. Bạn nào đang ở Nhật thì nhớ confirm thêm những điều Taka nói trên có đúng hay không nhá. Còn tại Việt Nam, số lượng nữ giới tham gia làm việc, quản lý vào các vị trí cao trong nhà nước ngày càng nhiều hơn. Cùng với đó, vai trò của người đàn ông cũng ngày càng cân bằng. Đàn ông có thể giúp vợ chuyện dọn dẹp gia đình là chuyện rất là bình thường. Người phụ nữ vừa làm việc nhà nước, vừa đảm đang công việc gia đình. Chị em ở Việt Nam được tôn trọng và ngày càng nâng cao giá trị bản thân bằng chính năng lực của mình. Điều này thật là tuyệt vời và tiên tiến hơn nước bạn rất là nhiều. Thật đáng tự hào đúng không các bạn? Sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Số 1. Ở Hàn Quốc thì phương tiện di chuyển công cộng chính được nhiều người lựa chọn chính là xe buýt và tàu điện ngầm. Trong khi đó, ở Việt Nam thì xe buýt, taxi và xe ôm lại chính là cách mà mọi người thường xuyên ra đường. Một số phương tiện cá nhân khác mà người Hàn Quốc thường sử dụng đó chính là xe ô tô. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì sao? Xe máy vẫn được lựa chọn nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, khi mà điều kiện nước mình có phần nghèo hơn nước bạn. Làm gì ai cũng có tiền mà mua ô tô để đi cơ chứ. Số 2. Sự khác biệt văn hóa mà bạn dễ thấy nhất trong lối sống của Hàn Quốc và Việt Nam đó chính là vấn đề vệ sinh môi trường và rác thải. Bạn có biết rằng nếu sống tại bất kỳ thành phố nào của Hàn Quốc mà không sử dụng đúng loại túi rác tiêu chuẩn được dán tem kiểm định có thể bị phạt hay không? Mỗi thành phố đều có một nhãn dán túi rác riêng và bạn chỉ thể sử dụng trong phạm vi khu vực đó mà thôi. Nếu bạn đổ rác bừa bãi tại Hàn Quốc, có thể được xếp vào một hành vi vi phạm pháp luật. Một số khu vực đặc biệt như công viên, các địa điểm công cộng, nếu bạn vứt đầu bầu thuốc lá thì có thể bị xử phạt hành chính như trời đấy. Việc tưởng đơn giản lại nghiêm trọng không tưởng đấy nhá. Hãy giữ gìn ý thức cao độ về việc bảo vệ môi trường ở đây. Trong khi đó, ý thức phân loại rác tại Việt Nam thì chưa có cao. Mọi người thường bỏ rác trong túi bóng hoặc những bao đựng khó phân hủy. Ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cũng chưa cao. Mặc dù có một số địa điểm cấm vứt rác hay cấm hút thuốc, nhưng mọi người vẫn rất hay vi phạm. Người Việt mà,
càng cấm thì chúng ta lại càng thích. Nhất là thêm truyền thống văn hóa đái đường ở Việt Nam nữa. Có lẽ là cũng trở thành một nét văn hóa hơi xấu một chút rồi. Thiết nghĩ là chúng ta nên ra luật phạt nặng mấy người vứt rác hút thuốc hay là đái đường ở nơi công cộng đi. Đây là một hành vi không văn minh một tí nào. Tại sao mà người ta biết là không nên rồi nhưng mà vẫn cố tình vi phạm? Số 3. Người Hàn chỉ thích uống rượu soju dù là ngon hay dở. Người Việt thì có vô cùng nhiều loại rượu khác nhau. Mỗi nhà sẽ có một bình rượu quý để mời khách đến chơi. Nào là rượu rắn, rượu tắc kè, rượu thuốc nọ, thuốc kia, ABC, XYZ. Ủa thôi, cái văn hóa uống rượu Việt Nam thì vô cùng lắm. Thế mới nói Việt Nam có nhiều loại rượu ngon, khiến các thần tiểu đã uống rồi là say quên lối về luôn. Số 4. Còn đối với việc vệ sinh răng miệng, người Hàn thường ngâm rất lâu bàn chải đánh răng ở trong miệng. Vừa lục sục chải răng, vừa làm việc khác như làm tiếp bài tập, dùng điện thoại laptop, thậm chí là nói chuyện với người khác. Có vẻ là một công đôi việc đấy chứ. Trong khi đó, người Việt coi hành động này là rất mất lịch sự. Người Việt chỉ đánh răng trong nhà vệ sinh, và khi đi ra ngoài thì phải sạch sẽ tươm tất. Taka cũng thấy cái việc đánh răng chỉ mất mấy phút là xong mà thôi, cũng không cần phải tranh thủ như mấy anh Hàn. Số 5. Bữa sáng ở Hàn được chuẩn bị sẵn ở nhà, cả nhà quây quần cùng một bàn ăn trước khi bắt đầu một ngày làm việc, học tập. Và hầu như vì thói quen này nên buổi sáng Hàn Quốc khó để tìm được một quán ăn mở bán ngoài cửa hàng tiện lợi. Người Việt thì ít khi ăn sáng ở nhà, thường mua thức ăn ở ngoài hoặc xa vào một quán trên đường đi làm. Những món ăn sáng ở Việt Nam thì vô cùng đa dạng, như là bánh mì, xôi, khoai luộc, phở, bún, cơm sườn. Ôi dồi ôi, nhắc đến cái chuyện ăn sáng thì thôi, chảy hết cả nước miếng ra. Chắc thì đây cũng là một lý do mà thiên đường ẩm thực ở Việt Nam đa dạng và phong phú hơn nước bạn rất là nhiều. Số 6. Phụ nữ Hàn thường rất coi trọng nhan sắc, nên hầu như tất cả phụ nữ ở Hàn, dù con trẻ hay già đều thích trang điểm và trang điểm thường xuyên luôn. Các cô gái trẻ thì thường muốn cải thiện vẻ đẹp nên chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ đầy đau đớn. Đây cũng là lý do ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc rất là phát triển. Nhiều kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến và đội ngũ bác sĩ thì giỏi, nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, người Việt đề cao vẻ đẹp tự nhiên, thường trang điểm vào những dịp đặc biệt hoặc chỉ khi đi làm, đi học. Phụ nữ Việt phải công dung ngôn hạnh, tức là dịu dàng, đảm đang. Nhan sắc cũng thích đấy, nhưng mà lấy vợ đâu chỉ cần nhan sắc đâu chứ. Anh em có công nhận hay không? Taka vẫn thích một cô gái dịu dàng hơn là một cô gái có vẻ ngoài được trang điểm kỹ càng. Nào, hãy nhấn like ngay và luôn cho vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ Việt Nam. Số 7. Người Hàn có tính đề cao dân tộc, bảo thủ, bảo hộ thị trường và văn hóa trong nước, cũng như sản phẩm trong nước, không tin tưởng xài hàng nhập từ nước ngoài. Trong khi đó, người Việt thường thích xài hàng ngoại. Suy nghĩ thì thoáng, nên xã hội mang tính hội nhập cao. Bên cạnh đó, người Hàn cũng thường sử dụng các website trong nước. Có bạn nào cũng xính ngoại giống như Taka hay không? Thậm chí đến cái bìm của con, tôi cũng phải mua của Nhật, của Hàn thì mới yên tâm được. Và gần đây thì nếu bạn nào là mẹ bìm sữa hay bố bìm sữa, sẽ biết là những cái đồ trẻ con của Hàn ấy vô cùng là đắt tiền. Đắt hơn từ 3 lần đến 5 lần, thậm chí là 10 lần so với hàng trong nước cơ. Số 8. Vào ngày nghỉ, người Hàn thường hẹn bạn bè, đồng nghiệp ăn uống ở ngoài. Người Việt thì sẽ dành ngày nghỉ bên cạnh gia đình nhiều hơn. Ngoài ra, người Hàn cũng thích hoạt động rèn luyện sức khỏe vào cuối tuần như leo núi, đi bộ hay chơi golf. Số 9. Ở Hàn Quốc rất dễ bắt gặp cụ già thường đi một mình, hoặc hai cụ cùng đi với nhau. Các cụ còn thường tụ họp đi chơi với nhau theo nhóm. Còn ở Việt Nam, các cụ già thường được con cháu đưa đi. Việc đưa cụ đi chơi để đảm bảo an toàn và gia tăng tình cảm gia đình với các cụ nữa. Đây thực chất là sự lựa chọn của mỗi người, mỗi gia đình mà thôi. 10. Ở Việt Nam thì thường có vụ tip, tiền bo, trong khi Hàn Quốc không có văn hóa tip, bồi dưỡng nhân viên dịch vụ. Bởi vì giá cả đã tính trong giá dịch vụ rồi. Hành động đưa tiền tip cho nhân viên là hành động thiếu tôn trọng và rất là mất lịch sự ở đây. Thế nên nếu anh em đến Hàn chơi, nhớ là không cần tip cho phục vụ đâu nhá. 11. Ở Hàn Quốc thì nhà thường xây phong cách khá là thấp, nhiều phòng nhỏ. Còn Việt Nam xây nhà với tiêu chí là nhà cao cửa rộng. Càng cao càng to, càng rộng thì lại càng thích. Các bạn có biết được lý do vì sao hay không? Có vẻ những người Việt mình ưa thích không gian sống rộng rãi, thoải con gà mái. 12. Người Hàn Quốc không tin tưởng tín ngưỡng như ở Việt và rất ít người theo đạo. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôn giáo tín ngưỡng khá là phong phú. Tuy nhiên là ở Hàn thì mình thấy xem phim thôi nhá, chứ tôi cũng chưa sang Hàn lần nào, tôi không biết. Mà anh em nào mà biết vấn đề này thì nhớ comment nhá.
đó là mình thấy có rất nhiều hội nhóm rồi những giáo phái, kiểu giáo phái ấy, vô cùng nhiều ở Hàn. Như kiểu là hội Thánh Đức Chúa Trời Việt Nam chẳng hạn. Ở bên đấy thì nhiều lắm luôn. Bạn nào ở Hàn và thấy cũng như vậy thì nhớ confirm và comment ở dưới cho mọi người cùng biết với nhá. 13. Ẩm thực Hàn Quốc không có nhiều gia vị và rau thơm như ở Việt Nam. Món ăn Hàn Quốc chỉ gồm 1-2 vị chính mà thôi. Chua ngọt, chua cay, cay mặn hay là cay ngọt. Ở Việt Nam một món ăn có thể kết hợp nhiều gia vị và nguyên liệu, tạo ra sự hòa quyện vô cùng khó quên. Điều này thì đúng đấy. Bạn nào mà sang Hàn chắc chắn sẽ nhớ món bún đậu mắm tôm ở quê nhà lắm. Ôi dồi ôi, bún đậu kìa. Cái vị mặn mặn rồi ngọt ngọt của mắm tôm, kết hợp vào đó là vị thanh của bún và đậu. Trời ơi, kể tôi là tôi đã thấy nước bọt nó chảy ra hết cả mồm rồi. 14. Còn món ăn ở Việt Nam được chế biến theo trình tự và nguyên tắc để đảm bảo độ dinh dưỡng, không sống cũng không quá chín. Trong khi người Hàn Quốc thường chế biến theo kiểu bỏ vào cùng một lúc rồi nấu chín hết lên. Taka thì thấy nấu kiểu gì cũng được, miễn ngon là được. Còn anh em thì sao? 15. Bên cạnh đó, người Hàn không có bước tẩm ướp nguyên liệu trước khi nấu, vì ở đây có sở thích ăn những món với nguyên liệu nguyên chất và đầy tươi sống. Cụ thể là họ thích những món sashimi như người Nhật vậy. 16. Người Hàn sẽ ăn từng miếng to, ăn nhanh. Đó là cách thể hiện sự biết ơn với người nấu món ăn, để họ biết món ăn rất là ngon. Còn người Việt ăn uống khá là từ tốn, ăn theo cách thưởng thức món ăn. Cách ăn từ tốn này có lẽ là một nét đẹp của con người Việt Nam. 17. Bữa ăn của người Hàn thường chỉ có một món chính thôi, nhưng có rất nhiều món ăn kèm, như các loại kim chi, rau dưa. Trong khi đó người Việt, một mâm ăn thường có 2-4 món chính, như là món kho mặn, rau luộc hoặc xào, món canh và một chén nước mắm. 18. Người Hàn dùng bàn thấp và ngồi bệt dưới đất, không bao giờ nâng bát lên mà dùng thìa để vét cơm và cả ăn canh nữa, dùng đũa chỉ để lấy thức ăn. Các bạn xem phim Hàn chắc cũng thấy cách ăn này suốt rồi. 19. Người Hàn sẽ dùng cả muỗng và đũa trong bữa ăn. Đũa người Hàn dùng là đũa sắt. Ở Việt Nam thường chỉ dùng đũa tre và đũa gỗ. Dùng đũa sắt thì thấy rất là khó cầm. Mình rất là ghét đũa sắt, nhất là những chiếc đũa sắt, đũa inox mà nó lại còn dẹp dẹp nữa, ăn khó vô cùng luôn. 20. Người Hàn có tật xấu mà người Việt sẽ rất là ghê. Đó là khạc nhổ tần suất cao thường xuyên, nhổ ngay bất cứ chỗ nào có thể. Người Việt thì lại bị người Hàn chê vì hay thọc tay vào ngoài mũi. Ew, toàn những hành động hơi ghê. Có bạn nào thấy giống thế không? 21. Nhiều người Hàn xem hành động trung tiện, nói thôi một chút là đánh rắm ấy, phát ra tiếng kêu thì rất là bình thường mà thôi. Người Việt thì lấy làm vô cùng xấu hổ. 22. Người Hàn ít khi ăn kết hợp các món ăn. Họ ăn thịt nướng xong rồi mới gọi cơm hoặc mì ra ăn, không ăn chung thịt và mì. Người Việt thì ăn kết hợp các món lại, không ăn cơm không hoặc là mì không người lái. 23. Các địa phương của Hàn Quốc thường không có nhiều đặc sản vùng miền. Việt Nam thì mỗi tỉnh, mỗi địa phương, thậm chí là mỗi làng, mỗi xã đều có những thổ sản, đặc trưng quý của mình. Anh em hãy comment ngay vào luôn đặc sản vùng miền của mình xem nhé. 24. Người Hàn thể cãi nhau to giữa đường về những việc trong nhà, hoặc trai gái giận dỗi khóc lóc giữa đường trước con mắt của bản dân thiên hạ. Người Việt thì vợ chồng đóng cửa vào nhau, xem cái việc gia đình là riêng tư. Người Việt chúng ta nói chung là thích kín đáo hơn. 25. Ngày nay người Hàn xem việc hôn nhân quan trọng, vấn đề cơ sở kinh tế của cả hai bên trước khi kết hôn. Người Việt thì xem hôn nhân là một quan hệ bạn đời, đồng cam cộng khổ, cùng sướng cùng vui. Lấy nhau rồi đôi vợ chồng sẽ chung tay xây dựng gia đình, thay vì sáp nhập trên cơ sở kinh tế có sẵn. Điều này thì là quan niệm đa số thôi nha. Chưa Taka cũng thấy là theo quan điểm người Hàn hợp lý hơn. Dù sao thì kinh tế phải vững mạnh thì mới hạnh phúc được. Giờ mơ về túp lều tranh và trái tim vàng thì khó vô cùng khó. 26. Người Việt đề cao công dung ngôn hạnh của phụ nữ. Qua đó người phụ nữ được đánh giá cao là những người duyên dáng hấp dẫn. Người đàn ông thì lịch lãm ga lăng, điềm đạm và có tư cách. Người Hàn thì ăn to nói lớn, xem trọng về hình thức bề ngoài. 27. Người Việt thường tìm cách nói khéo, nói tránh, nói sao đạt được mục đích của mình mà không làm mếch lòng người đối diện. Người Hàn hay nói sổ tuẹt, thẳng thừng luôn. 28.
thanh niên Việt Nam có vẻ ham mê mày mò tìm hiểu máy móc, tự chữa xe, chữa máy như người châu Âu, xem đó là cách nam tính, là thú vui khám phá sáng tạo. Còn thanh niên Hàn Quốc thì nhìn chung là không giỏi, thậm chí ngờ nghệch nữa và không quan tâm quá nhiều chuyện này. Thanh niên Hàn Quốc quan trọng việc trải chuốt và ăn mặc hơn. 29. Người Việt không có nhiều điều kiện học giỏi tiếng Anh, chủ yếu là học trong nước. Người Hàn thì du học nước ngoài để học tiếng Anh. Nhưng mà người Việt nói được tiếng Anh hơn người Hàn, nhìn theo số đông. Điểm thi Anh văn của người Việt không cao, nhưng giao tiếp thì mạnh dạn hơn rất là nhiều. 30. Người Hàn sẽ không lấy việc trần truồng trước người khác là xấu hổ. Trong các nhà tắm hơi, từ lớn đến bé đều trần truồng tông ngồng, ăn ngủ nằm ngồi, đứng trước mặt nhau. Người Việt thì không như vậy, rất là kín đáo. Ở nơi công cộng cũng nói chung là muốn che đậy hơn. Che đậy cái gì thì anh em tự biết nhá. 31. Người Việt xem người nước ngoài nhìn chung là như nhau, bình đẳng với nhau không kể giàu nghèo, trừ khi là có mục đích kinh tế hoặc mục đích nào đó. Người Hàn thì lại trọng thị người châu Âu hơn hẳn người châu Á và châu Phi. 32. Các anh Hàn sẻng cũng thích vận động, leo núi hay đi bộ. Còn chúng ta thì thích các môn thể thao cụ thể và có tính giải trí hơn là tập luyện thần túy. 33. Người Hàn dù đi đâu cũng giữ cho mình một nét rất Hàn Quốc. Người Việt thì nhập gia tùy tục, đôi khi lại hơi thái quá nữa, thường học đòi bắt chước người nước ngoài. Cái này thì thật tình nha. Thấy ông nào được trước nổi lên là đi Hàn Quốc có một năm hay mấy tháng thôi mà quên mẹ tiếng Việt. Đúng thật là tôi méo hiểu kiểu gì. 34. Tên của người Hàn tuyệt đại đa số là có 3 chữ hoặc 2 chữ. Tên người Việt thì đa số là 3 hoặc 4 chữ. Nhưng mà cũng tùy thôi, có khi đến 6-7 chữ chứ 15-20 chữ còn có nữa cơ mà. 35. Người Hàn thiên về sự thuần nhất giống nhau, người Việt lại thích sự đa dạng phong phú. 36. Nhiều người Hàn vừa đi đại tiện, vừa nói chuyện trên điện thoại di động. Với người Việt thì việc vừa giải quyết được nhu cầu cá nhân là điều tế nhị và lịch sự nên tránh. Vừa buôn điện thoại vừa để ý thế thì có mùi lắm không hả anh em? Không lại nói điện thoại với bạn gái mà lại nghe thấy bùm bùm rồi bõm bõm đấy thì thôi, hỏng hẳn. 37. Người Việt dùng đũa gỗ, đũa tre, đũa nhựa, đũa đầu to vì cho rằng như vậy thì gắp dễ, ăn không bị nóng. Người Hàn thì dùng đũa sắt, tiết diện nhỏ, hơi nhọn ở đầu. Đũa nào cũng dùng để gắp thôi anh em ạ. Mặc dù đũa gỗ thì có vẻ gần gũi thiên nhiên hơn. 38. Người Việt sẽ xem quán cà phê là nơi thư giãn, gặp gỡ, không khí riêng biệt lãng mạn. Vì thế quán cà phê Việt Nam rất là trau chuốt, trang trí nội thất. Mỗi quán có một gu nhạc riêng, phục vụ cho khách của mình. Còn đối với người Hàn Quốc thì quán cà phê thường không mở nhạc hoặc mở rất nhỏ mà thôi. Quán cà phê tại Hàn Quốc đơn giản hơn nhiều lần so với cà phê tại Việt Nam. Nữ giới và tình nhân nên uống cà phê là chủ yếu. Còn ở Việt Nam, chủ yếu lại là nam giới hơn là phụ nữ. Quốc gia đại chiến Việt Nam vs Thái Lan. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về diện tích và dân số. Dù là hơi máy móc một chút nhưng mà kênh khám phá mà lại không có số liệu chỉ tập trung vào gái gú, nó cũng không có ổn. Nên là chúng ta hãy cứ tìm hiểu nhé. Thái Lan có diện tích là 508.130 km2, dân số vào khoảng 76 triệu người, ước tính vào năm 2023. Còn Việt Nam thì có diện tích nhỏ hơn là 331.690 km2. Tuy nhiên chúng ta lại có lượng dân đông hơn Thái Lan. Dân số hiện tại của Việt Nam là 99.629.831 người vào ngày 28 tháng 5 năm 2023, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Nghĩa là mật độ dân số của chúng ta cao hơn so với Thái. Mà mật độ dân số càng cao thì càng làm vấn đề. Và ở mục này, Thái Lan 0, Việt Nam 1. 2. Kinh tế. Về mặt này thì không cần so sánh cũng biết là Việt Nam đã thua. Thái Lan đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng nền kinh tế của khối ASEAN. Còn Việt Nam nhòi mãi mới lên được xếp thứ 4. Vào năm 2022, GDP bình quân đầu người của Thái đạt vào khoảng 7.300 đô, trong khi Việt Nam chỉ là 4.110 đô, chỉ kém Thái Lan chưa đến 2 lần. Và Việt Nam thuộc nhóm trung bình thấp, còn Thái Lan thuộc nhóm trung bình cao. Tuy nhiên là phải nói rằng nước Việt ta đang có bước nhảy vọt về kinh tế. Dự báo đến năm 2025, chúng ta sẽ vươn lên xếp thứ 3. Tuy là vẫn thua Thái, nhưng Việt Nam được coi là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.
và lý do tại sao mà kinh tế Thái Lan có thể phát triển được như vậy. Các bạn hãy đón xem cái phần chống lại ngoại xâm ngay dưới đây nhá. Còn về mục kinh tế này, Thái Lan ăn đứt với một điểm, còn Việt Nam không được điểm nào. 3. Lịch sử chống ngoại xâm. Trong lịch sử lập quốc của mình, Thái Lan từng là một nước lớn theo chủ nghĩa Đại Thái, lấn át các quốc gia láng giềng khi có thể. Đại khái là hiếp thằng yếu hơn, nhưng mà gặp thằng mạnh thì lại sợ tụt vòi. Tới giữa thế kỷ thứ 19, Thái Lan đứng trước hiểm họa xâm lăng của các nước thực dân châu Âu. Về phía Tây thì đế quốc Anh đã chiếm Miến Điện, trong khi đó ở phía Đông, Pháp đã chiếm ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thái Lan khi đó vô tình trở thành vùng đệm địa lý giữa hai thế lực đứng đầu thế giới là Anh và Pháp. Vì không muốn nổ ra xung đột với đối phương, Anh và Pháp quyết định trung lập hòa Thái Lan. Nhờ cái sự may mắn này, cũng như biết lợi dụng mâu thuẫn giữa cường quốc để họ tự kiềm chế lẫn nhau. Nhờ vậy mà Thái Lan đã tránh được cuộc xâm lược và được hưởng thời gian độc lập, hòa bình tương đối lâu dài trong thời kỳ đế quốc. Cũng nhờ cái khoảng vài chục năm bình yên này mà Thái Lan mới có bước phát triển kinh tế vượt trội như bây giờ. Tuy là giữ được vị thế độc lập, nhưng mà Thái Lan cũng phải nhân nhượng nhiều quyền lợi và phải cắt lãnh thổ cho Anh và Pháp. Vào năm 1893, Thái đã phải ký hiệp ước trao một số vùng đất phía đông cho Campuchia, khi ấy thuộc quyền cai trị của Pháp. Đến năm 1904 và 1907, phải tiếp tục cắt đất, tổng cộng là hơn 2 vạn km vuông cho Pháp. Đến năm 1909, phải cắt vùng đất trên 4 vạn km vuông tại bán đảo Malacca cho Anh quốc. Nói chung là cái việc cắt đất xin làm chư hầu thì nó thành truyền thống của anh bạn Thái rồi. Và đại khái là cứ thằng nào mà muốn oánh bán đảo Đông Dương hay làm vùng đệm chính trị đều gõ đầu thằng Thái mà bảo là mày cho tao nhớ đất đổ quân tí thì tao không oánh mày. Kiểu thế. Ví dụ như là trong Thế chiến thứ 2, Thái Lan là đồng minh lỏng lẻo của Nhật, cho Nhật Bản đi qua đất Thái để tiến đánh Malaysia và Myanmar. Thậm chí là sau năm 79, khi mà quân Khmer Đỏ bị Việt Nam đánh bại tại Campuchia, Thái Lan đã chấp thuận cho quân Khmer Đỏ lập căn cứ tại nhiều khu vực trong lãnh thổ của mình, như là một biện pháp để làm suy yếu Việt Nam ta. Cũng khá là cay cho chúng ta, có đúng không nào? Còn Việt Nam thì sao? Xin thưa là truyền thống dân tộc tôi là chả sợ bố con thằng nào, đến là đánh mà đụng thì là trụng. Bình thường rất là hiền đấy, nhưng mà thử thằng nào đụng vào mà xem. Từ Đinh Lê Lý Trần, thời đại nào anh hùng cũng đầy như sao trên trời. Khởi nghĩa chống Tần của An Dương Vương, Ngô Quyền chống quân Nam Hán, Lý Thường Kiệt với bài Nam Quốc Sơn Hà, Quang Trung Nguyễn Huệ phất cờ khởi nghĩa chống Thanh. Thậm chí là nếu mà ông không chết sớm, có khi bây giờ sơi luôn cả Lưỡng Quảng của Trung Quốc rồi. Thời hiện đại thì đại chiến 50.000 hiệp với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và tin mình đi, dù là 500 hay là 1.000 năm nữa, thế cục có thay đổi ra sao, nhưng mà tinh thần tự tôn và truyền thống hào hùng ở Việt Nam ta sẽ mãi mãi sáng ngời, không thể nào dập tắt. Túm cái váy lại là về lịch sử chống ngoại xâm, Việt Nam ta ăn đứt. Thái Lan mục này được 0 điểm, Việt Nam đương nhiên là ấm 1 điểm rồi. 4. Diện mạo. Con gái Việt được đánh giá là có vẻ đẹp tự nhiên đồng đều với khuôn trăng đầy đặn, đường nét hài hòa, tròn đầy và phúc hậu. Họ xinh đẹp kể cả khi không trang điểm vì sở hữu làn da trắng hồng hơn phụ nữ các nước Đông Nam Á khác. Người Việt Nam được xem là sở hữu vẻ đẹp nguyên thủy, hiếm có sự pha trộn với phương Tây. Còn ở Thái, nhiệt độ trung bình của thời tiết Thái cao hơn Việt Nam. Nhiệt độ trung bình nước họ rơi vào khoảng 35-36 độ. Có những lúc như mấy hôm nay thì có thể lên tới 43 độ. Thuộc dạng là trứng rán mà đập xuống đường ấy, đập phát là chín luôn. Loại hình thời tiết đặc trưng này khiến cho không ít người dân Thái Lan có làn da tối màu, khiến họ trông già tuổi thật cũng vì nắng nóng. Tuy nhiên Thái cũng được xem là thiên đường của phẫu thuật chỉnh hình và thẩm mỹ. Thậm chí là những cô gái chuyển giới còn xinh đẹp hơn rất là nhiều so với các cô gái bình thường. Đến Thái Lan mà đi xem show BD ấy, thì thách bố ông nào nhận ra đâu là nam, đâu là nữ luôn. Tuy nhiên là Thái Lan lại có thế mạnh ở điểm pha trộn rất nhiều dòng máu, hay còn gọi là con lai. Đa phần các nghệ sĩ của Thái đều sẽ mang trong mình 2-3 dòng máu. Thế nên họ có vẻ đẹp rất là cuốn hút, sắc sảo và mang hơi hướng phương Tây. Nhưng mà dù sao là ở đây tôi muốn so sánh với vẻ đẹp thuần tự nhiên. Vào năm 2017, Việt Nam được xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng 10 đất nước nhiều con gái xinh tự nhiên nhất của châu Á. Còn Thái Lan thì đứng thứ 10. Thế nên ở khoản này, anh em cứ tự tin cho bạn gái, vợ mình auto cộng thêm 1 điểm. Thái Lan 0, Việt Nam cộng 1. 5. Võ thuật cổ truyền Muay Thái đấu với Võ Việt Nam. Anh em ở đây có xem hết trận chung kết bóng đá SEA Games hôm vừa rồi hay không? Nếu mà xem rồi thì chắc chắn là không thể nào quên được màn combat đỉnh cao
giữa Muay Thái và Pencasilat của mấy anh Indo rồi, phải không nào? Quả thật là xem cái trận đấu tấu hề với màn phát lì xì thẻ đỏ như 30 Tết giữa hai tuyển thủ Thái và Indo khiến tôi trộm nghĩ. Hai môn võ cổ truyền đã được lên sàn và chiến thắng thì nghiêng về những chú chim ưng của Garuda. Liệu rằng nếu ngày hôm đó đội gặp Thái Lan là Việt Nam thì không biết là giữa Muay Thái và Võ Việt Nam thằng nào sẽ chiến thắng. Những ghi chép còn lại tới ngày này cho biết vào năm 1700, Muay Thái đã phổ biến tại Thái Lan, xuất hiện trong hầu hết các lễ hội. Muay Thái vẫn được gọi là nghệ thuật của Bát Chi, tức là chiến đấu bằng cả tay, chân, cùi chỏ, đầu gối với nguyên tắc dứt điểm đòn nhanh, áp đảo đối phương, không có cơ hội chống trả. Khi vào trận chiến, người võ sĩ Muay Thái không nề hà bất cứ mục tiêu nào, miễn là có thể đánh gục đối thủ, ngoại trừ hai vùng cấm kỵ là đầu và hạ bộ. Từ những năm 1920, Muay Thái bắt đầu đi vào quy củ như là một môn thể thao chính thống ở Thái Lan. Và sau Thế chiến thứ hai, nhiều sân đấu được dựng lên ở các thành phố lớn, với hệ thống luật thi đấu được nghi thức hóa, bao gồm mỗi trận 5 hiệp. Đây được xem là một môn võ thực dụng, có lối đánh tự do, khốc liệt và mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Trái ngược với môn võ này thì Võ Việt Nam, võ cổ truyền của Việt Nam ta, phát triển dựa trên nguyên lý cương nhu phối hợp. Theo Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới, Võ Việt Nam được sáng lập tại Hà Nội vào năm 1938 bởi cố võ sư Nguyễn Lộc. Võ Việt Nam thì đề cao tinh thần cách mạng tâm thần, luyện võ cũng là rèn luyện tính cách và nâng cao tinh thần của dân tộc. Môn sinh Võ Việt Nam được tập luyện những đòn thế tay không, cùi chỏ, chân, gối, cho đến các loại vũ khí như kiếm, đao, mã tấu, dao hay côn quạt. Ngoài ra thì môn sinh còn được học cách đối phó vũ khí bằng tay không, các lối phản đòn khóa gỡ và các đòn vật. Võ Việt Nam được đánh giá là một trong những môn võ cận chiến hiểm nhất thế giới. Nói chung là rất khó để đưa ra nhận định môn võ là chiến thắng, bởi chưa ghi nhận trận cọ bát nào thực tế cả. Thế nên là theo tôi, phương diện này rất khó so sánh. Nhưng mà nói chung thì về tính thực chiến và độ phổ biến, Muay Thái chắc chắn là trên kèo của Việt Nam. Thái cộng 1 điểm, Việt Nam thì không. 6. Du lịch. Không cần nói nhiều là Việt Nam thua ở khoản này là cái chắc. Từ rất lâu Thái Lan luôn được biết đến là một nước làm dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc. Người Thái tổ chức du lịch, khai thác và tận dụng triệt để mọi điều kiện để phát triển dịch vụ. Ngay cả trong dịch Covid-19, Thái Lan đã mở ra loạt chính sách kịp thời linh hoạt, cùng hàng loạt các chiến dịch marketing tới các thị trường đích, đón đầu dòng khách ngay khi mở cửa. Vào năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu khách quốc tế, thì Thái Lan đã đón tận 40 triệu. Năm 2023, Việt Nam chỉ đặt mục tiêu đón 8 triệu, thì Thái Lan lại đặt mục tiêu đón tới 25 triệu khách. Thậm chí là rất nhiều khách du lịch Việt Nam còn lựa chọn là thà đi sang Thái du lịch còn hơn là đi trong nước. Lý do là quá rẻ, lại được mang tiếng là đi nước ngoài. Vé máy bay mà đi Phú Quốc đôi khi còn đắt hơn so vé đi Thái Lan. Một tour Thái Lan 5 ngày chỉ chưa đến 10 triệu đồng chơi tẹt ga quên sầu. Trong khi bạn bỏ từng ấy tiền đi du lịch trong nước, lắm lúc lại còn ôm bực vào người. Vấn đề này thì mang tầm vĩ mô, đến các bộ trưởng còn đang đau đầu tìm hướng đi nữa là tôi. Xin nhường lại cuộc chơi này cho các lãnh đạo, Taka không có ý kiến. Thái Lan chắc chắn được cộng thêm một điểm, còn Việt thì không. Đồ ăn. Cả Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Thuộc khu vực Đông Nam Á có thời tiết, khí hậu và tài nguyên, điều kiện tự nhiên gần giống nhau. Chính vì thế cũng khá là giống nhau với các nguyên liệu, trái cây, lương thực và thực phẩm. Tôi thì không phải là một người sành ăn, thế nên để đánh giá nước nào đồ ăn ngon hơn thì hãy hỏi những chuyên gia. Và một chuyên gia ẩm thực, đầu bếp nổi tiếng là Gordon Ramsay thì có nhận xét như sau. Trước đây tôi rất là thích những món ăn của Thái Lan và tôi tin đây là quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất Đông Nam Á. Nhưng mà khi tôi đến Việt Nam thì ý nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi. Nếu bạn muốn có được những món ăn ngon thì Thái Lan vẫn nằm trong danh sách đáng được chọn. Nhưng nếu bạn muốn nếm những món ăn thật sự đỉnh cao thì Việt Nam mới lựa chọn ưu tiên cho những người sành ăn. Đấy, chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định thì chỉ có chuẩn mà thôi. Lẩu Thái sao mà ngon bằng phở được, đúng không nào? Và cái quả bún đậu mắm tôm ấy thì phải gọi là quốc hồn quốc túy rồi. Cái này mà không cho điểm thì cũng kỳ. Thế nên là Thái được cộng 0,5 điểm, còn Việt Nam cộng 1 điểm. Khá là hồi hộp đúng không nào? Và hãy đến với mức điểm cuối cùng. Dân số, Việt Nam cộng 1 điểm. Kinh tế, Thái Lan cộng 1. Lịch sử, Việt Nam cộng 1. Diện mạo, Việt Nam lại cộng thêm 1 điểm.
Võ thuật thì Thái Lan cộng 1, du lịch Thái Lan cũng cộng 1 là cái chắc luôn. Đồ ăn Việt Nam cộng 1 điểm, Thái Lan cộng 0,5 điểm. Tổng điểm, Việt Nam chiến thắng với tỷ số là 4, Thái Lan 3,5. Quốc gia đại chiến, Trung Quốc vs Nga. Ta phải nói về diện tích và dân số. Liên bang Nga, đất nước có tổng diện tích lớn nhất thế giới, 17.098.246 km2. Trung Quốc thì xếp thứ 3 với tổng diện tích là 9.596.961 km2. Cầu Nga vĩ đại rộng gần gấp đôi so với Trung Quốc. Thế nhưng mà lượng dân số thì ngược lại. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới kể từ năm 1950 đến tháng 4 năm 2023 với hơn 1.448.000.000 người. Thậm chí là có một câu nói rằng cứ 5 người trên thế giới thì chắc chắn là có một người Trung Quốc. Đi ra đường cầm viên đá mà chọi, kiểu gì thằng Tàu cũng lủng đầu. Đủ để thấy dân số nước này đông và manh động đến mức nào. Tại thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã xoán ngôi vị này của Tàu Khựa. Thế nhưng mà vị trí thứ 2 cũng đủ để cho Nga hít khói. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, dân số nước Nga đạt 145.677.146 người, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng dân số thế giới. Dân số và mật độ của Trung Quốc đông hơn Nga. Thế nên ở mục này, Trung Quốc 1 điểm, Nga không được điểm nào. 2. Lịch sử. Để mà nói vấn đề này thì cũng khá là ban căng, vì cả hai quốc gia này đều là những quốc gia thiện chiến hàng đầu thế giới. Nếu mà Trung Quốc với bề dày lịch sử suốt hàng nghìn năm xâm lược các nước lân bang cạnh mình, bành trướng lãnh thổ từ thời phong kiến, thì nước Nga lại có một quá khứ vô cùng huy hoàng và đỉnh cao thời còn là đế quốc Nga, và sau đó thì là Liên bang Xô Viết. Nếu mà nói về quá trình hình thành xây dựng đất nước thì Trung Quốc ăn điểm, bởi nguồn gốc ra đời Trung Quốc có từ rất là sớm, trải qua vô số triều đại cai trị, có thể nói là hào hùng của dân tộc mà mới thành được một Trung Quốc như ngày nay. Từ thời Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn đều là những tên tuổi sưng sỏ, khiến cho toàn cõi châu Âu và các quốc gia trên thế giới nghe tên đã sợ tụt cả vòi. Có điều thú vị là Nga đã từng bị đế quốc Mông Cổ, ngày nay thì thuộc khu tự trị của Trung Quốc, đã bị Mông Cổ xâm lược, đánh cho chạy té khói kêu cha khóc mẹ vào năm 1223. Cuộc viễn chinh tới nước Nga là một trong những cuộc viễn chinh xa xôi nhất của đế quốc Mông Cổ. Những kẻ vẫn được cho khi đó là lũ mọi rợ châu Á. Tuy nhiên họ vẫn giành chiến thắng bằng sức mạnh tối cường lúc bấy giờ, khẳng định sức mạnh của một đế quốc hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử. Nhưng Trung Quốc thì cũng từng có một thời gian là miếng bánh béo bở để các cường quốc tư bản sâu xé, chia nhau cai quản. Sau sự thất bại của nhà Mãn Thanh, Trung Quốc bị chia 5 xẻ 7. Đây có thể nói là giai đoạn nhục nhã nhất của người Trung Quốc. Còn Nga Ngố thì sao? Nước Nga cũng chiến tranh liên miên và đánh đấm suốt cả ngày. Nga với quá khứ bùm chiếu trong hai đại chiến thế giới và chiến tranh lạnh cùng với Mỹ đã đủ sức để ghi dấu ấn lịch sử dày đặc. Cả Nga và Trung thì đều là những anh tài, có thể khiến các cháu học sinh học thêm 80 năm lịch sử nữa, nhồi nhét đầy đầu cũng không thể nào hết. Nước Nga thời Xô Viết cũng từng là nước đầu tiên đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, sau đó kết nạp thêm các người em khác như là Trung Quốc hay Việt Nam, nâng đỡ dìu dắt và có một chút xíu thôi, đôi khi là xúi dại các em. Để rồi sau này khi mà không gồng nổi, cánh chim đầu đàn tan rã, đi theo con đường Cộng Hòa. Giờ đây thì chỉ còn lại Trung Quốc với các em khối xã hội chủ nghĩa vẫn giữ niềm tin vào Karl Marx và Lenin. Có một cái thông tin cũng rất là hay mà nhiều bạn chắc hẳn là vẫn không biết, đó là vào thời hiện đại, dù có lúc coi nhau những người anh em thiện lành, thế nhưng mà hai cha nội này cũng từng đã có xích mích mà mang đạn ra bắn nhau ở mầm. Chuyện là vào năm 1969, 300 lính Trung Quốc đã xảy ra một cuộc xung đột biên giới với Liên Xô, được cho là liên quan đến một đảo nhỏ ở vùng viễn đông của Liên Xô. Vụ đánh úp bất ngờ này buộc lính Liên Xô phải rút lui sau vài tiếng đồng hồ giao tranh. Ngay sau đó, quân Liên Xô điên tiết huy động pháo phản lực, bắn cấp tập từ bờ bên họ sang, quét sạch quân Trung Quốc. Kết quả giao tranh chấm dứt với số lượng tử sĩ hai bên như sau: Liên Xô mất 58 lính, còn Trung Quốc chết hàng trăm quân. Thế nhưng mà sau này, khi mà Liên Xô tan rã, nước Nga cũng đã phải chính thức nhượng lại hòn đảo mà cả hai bên tranh nhau cho Trung Quốc. Phần lịch sử này thì khó nói mèo nào cắn mỉu nào, thế nên ta cộng cho mỗi anh thêm một điểm nhá. 3. Hãy nói về kinh tế. Rất buồn cho anh chàng Nga Ngố khi mà cuộc đua đang đến hồi gay cấn và tỷ số thì đang là 2-1 nghiêng về Trung Quốc. Và lần này anh cả chúng ta lại mất điểm tiếp, bởi Trung Quốc giờ đã trở thành siêu cường quốc, chỉ đứng sau mỗi Mỹ mà thôi.
GDP của Nga đạt khoảng 1,464 nghìn tỷ đô la Mỹ, là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển lớn thứ 11 theo GDP danh nghĩa, đứng thứ 6 thế giới theo sức mua tương đương vào năm 2020. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tính theo GDP danh nghĩa với 14,72 nghìn tỷ đô trong năm 2020 và là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo PPP kể từ năm 2014. Tức là nếu mà chỉ tính riêng GDP, Trung Quốc đã gấp Nga 14 lần. Thậm chí là GDP của Nga chỉ bằng có một tỉnh Quảng Đông mà thôi. Tỷ số cách biệt lần này cộng 1 cho tàu. 4. Đời sống. Tuy là nước có nền kinh tế giàu có và đứng thứ 2 về số người giàu có nhất trên thế giới, nhưng mà đời sống và mức thu nhập của người dân Trung Quốc lại kém hơn Nga. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, khoảng cách rất là rõ rệt. Trung Quốc hiện đang có đến 600 triệu người có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.000 nhân dân tệ, tức là chỉ bằng khoảng 140 đô. Trung Quốc thực chất là một quốc gia tương đối nghèo, vì hơn 40% trong số 1,4 tỷ dân hiện đang sống với thu nhập hàng ngày thì chưa đến 5 đô la. Trong khi đó ở Nga, kể từ khi mà Tổng thống Putin lên nắm quyền, tỷ lệ người nghèo ở Nga đã giảm đáng kể từ mức gần 30% vào năm 2000 xuống còn 13,4% vào năm 2016. Cụ thể là khoảng 19,2 triệu người Nga, chiếm 13,4% dân số, đang sống với mức thu nhập ít hơn là 9.452 rúp, tương đương với 139 đô mỗi tháng. Thế nên đề mục này chắc chắn rồi, đời sống của Trung Quốc không được điểm, Nga cộng 1. 5. Diện mạo. Khi mà nhắc đến miền đất của những người phụ nữ đẹp, không thể nào không nhắc tới xứ sở Bạch Dương, Nga. Đây là đất nước thuộc top có nhiều người con gái đẹp nhất thế giới. Nhà văn người Pháp là Alexander Lod đã viết như sau: sắc đẹp của phụ nữ Nga là một tài sản vô giá của đất nước. Một người con gái Nga trung bình có chiều cao là 168cm, trọng lượng thì là 69kg. Chuẩn của chuẩn, thân hình thì vô cùng săn chắc và khỏe khoắn. Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của con gái Nga là từ khi dậy thì. Ở giai đoạn này các cô gái có thể nói là mang sắc đẹp hoàn hảo, nước da trắng bóc, mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu thẳm, vóc dáng thì rất là nuột nà. Trái ngược với vẻ đẹp tràn đầy năng lượng của những cô gái Nga, tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ Trung Quốc ngày nay là một cơ thể mảnh rẻ, gầy gò, mình hạc xương mai, càng gầy lại càng tốt. Họ rất là kỳ thị những người béo phì và trong tiềm thức của họ bị ám ảnh bởi cân nặng một cách quá đáng. Một cô gái đẹp không nặng quá 50kg là những gì đúc kết lại về tư tưởng cái đẹp của những người phụ nữ Trung Quốc. Chưa hết, phụ nữ Trung Quốc phải thật trắng, mắt phải to, cằm nhọn mũi nhỏ, môi cũng nhỏ chôm chím thì mới gọi là đẹp. Quan niệm này khiến cho các lò phẫu thuật thẩm mỹ đua nhau cạnh tranh và áp dụng công thức lên những cô gái, hồ biến họ trở nên xinh đẹp bằng dao kéo thẩm mỹ. Kỹ thuật hóa trang make up và dùng app chỉnh hình của Trung Quốc cũng phải gọi là thượng thừa luôn. Anh em cứ lướt top top quá 180 phút một ngày sẽ hiểu những điều mà tôi nói không ngoài chút nào. Đàn ông Trung Quốc thì đang đến Nga nhiều hơn bởi vì ở nước láng giềng có rất nhiều cô gái đẹp. Cũng chính lý do này, nhiều du khách Trung Quốc quyết định ở lại Nga làm việc và một số thậm chí còn kết hôn với phụ nữ Nga. Ở chiều ngược lại, cũng có không ít đàn ông Nga đến Trung Quốc để làm việc. Tuy nhiên là họ hiếm khi cưới cô gái địa phương làm vợ. Để mà nói về sắc đẹp tự nhiên, chắc chắn phải là gái Nga rồi. Trung không điểm, Nga lại được cộng thêm 1. 6. Quân sự. Ở trong cái mục khó nói này, chắc chắn ta sẽ phải sử dụng những tiêu chí đáng tin đã được cả thế giới công nhận. Đó chính là Global Firepower. Bảng xếp hạng này sử dụng hơn 50 yếu tố riêng lẻ để xác định điểm số Power Index của một quốc gia theo các tiêu chí từ sức mạnh quân sự và tài chính đến khả năng hậu cần và địa lý. Điểm Power Index hoàn hảo tuyệt đối thì là 0,0000. Tuy nhiên là chả quốc gia nào đạt được con số hoàn hảo này. Với Nga thì chỉ số Power Index là 0,0714, xếp thứ 2 toàn thế giới. Với đâu đó khoảng 4.100 máy bay quân sự, 1 triệu quân thường trực, 2 triệu quân dự bị, hơn 15.000 xe tăng, gần 6.000 khẩu pháo tự hành, 1.143 sói hạm và 4.625 khẩu pháo cao xạ. Wow, con số nó rất là kinh khủng luôn đấy. Mặc dù là Nga mất đi một số lượng lớn thiết bị, đặc biệt là xe tăng trên chiến trường của Ukraine, nhưng mà lực lượng không quân và hải quân của họ phần lớn đã tránh được thiệt hại. Trong khi đó thì chỉ số Power Index của Trung Quốc đạt 0,0722 trong năm 2023, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, ngay sau đít anh Nga ngố. Bạn có biết rằng Trung Quốc đang sở hữu lục quân và hải quân thường trực lớn nhất thế giới?
Đúng là đất nước đông dân mà. Lục quân thì chiếm đa số trong quân đội Trung Quốc với khoảng 965.000 binh sĩ. Còn quân số của hải quân và không quân lần lượt là 260.000 và 395.000 người. Hải quân Trung Quốc sở hữu đội tàu đông đảo nhất thế giới với hơn 500 chiếc, nhưng mà phần lớn là các tàu chiến cỡ nhỏ. Trong đó thì có 3 tàu sân bay trực thăng, 8 tàu vận tải đổ bộ, hơn 60 tàu đổ bộ hạng trung, 51 khu trục hạm, 49 tàu hộ vệ, 70 tàu hộ vệ hạng nhẹ, 109 tàu tên lửa và 79 tàu ngầm. Bắc Kinh cũng sở hữu lực lượng không quân lớn nhất châu Á và thứ 3 thế giới. Không quân và hải quân Trung Quốc có khoảng 2.800 phi cơ các loại. Tất nhiên là tiềm năng quân sự có khả năng vượt mặt Anh lớn là Nga thì không cần phải bàn cãi. Nhưng mà ngay thời điểm hiện tại, Trung vẫn kém Nga một bậc trên bảng xếp hạng. Cái thằng top 2, thằng top 3 mà. Thế nên là về phần này, chắc chắn là chúng ta lại cộng thêm cho Nga một điểm rồi. Trung Quốc cộng 0 nhá. Nếu anh em vẫn đang tò mò, thì trong bảng xếp hạng, Mỹ chắc chắn là xếp top 1 về mặt quân sự, với chỉ số Power Index mới nhất là 0.0712. Việt Nam thì cũng có sự nhảy vọt trong năm nay, khi năm ngoái xếp ở vị trí thứ 24, còn năm nay ăn ngay quả thứ 19 với chỉ số là 0.2855. Rất là thú vị và hấp dẫn phải không nào? Khá là hồi hộp đúng không nào? Hãy đến với mức điểm cuối cùng. Dân số Trung Quốc cộng 1 điểm, lịch sử Trung Quốc cộng 1, Nga cũng được cộng 1 luôn. Kinh tế thì Trung Quốc cộng 1 điểm, đời sống thì Nga cộng 1. Gái sinh Nga được cộng 1 điểm là cái chắc chắn rồi. Còn quân sự, Nga lại cộng 1 nữa. Vậy thì tổng điểm Trung Quốc đã thua với tỷ số là 3, còn Nga thì được 4 điểm. Một chiến thắng sát nút chỉ cách biệt có 1 điểm cho Nga ngố mà thôi. Phải gọi là ná cả thở luôn. Và nếu bạn vẫn muốn tiếp tục series quốc gia đại chiến đầy hấp dẫn này, kính mời anh em đón xem Việt Nam vs Thái Lan, so sánh toàn diện hai quốc gia, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.